Sáng ngày 30 tháng 9, lực lượng chức năng tại thành phố Đà Nẵng đã kịp thời giải cứu 6 người và khống chế vụ cháy tại một căn nhà trên địa bàn quận Thanh Khê. Theo đó, khoảng 4 giờ 30 phút ngày 30 tháng 9, căn nhà số 251/5 đường Thái Thị Bôi, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng xảy ra cháy. Nhận tin, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã điều động 4 phương tiện chữa cháy cùng hàng chục chiến sĩ đến hiện trường, nhanh chóng tiếp cận vụ cháy và đưa 6 người dân đang bị mắc kẹt trong ngôi nhà ra bên ngoài. Sau gần 1 giờ đồng hồ, ngọn lửa cơ bản được khống chế, không để lan sang các hộ dân khác.